đúng là đẳng cấp quất đạp mày mái các bác ạ. Đấy, full cửa lóc Paranoma và trang bị tới hai màn hình phía sau giải trí, mà một dàn âm thanh 17 loa Marathon và một dòng xe đến từ Anh Quốc cực kỳ xịn sò. Hàng ghế sau quá thoải mái và rộng rãi, đặc biệt là những đường may body đấy, để ôm người cho chúng ta một cái cảm giác được massage rất là tuyệt vời. Và táp lô táp ni thì cũng vậy thôi, ngoài những vật liệu cao cấp thì nó được trang bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như túi khí này. 17 loa Marathon thì chúng ta cảm giác rằng một cái dàn âm thanh như vũ trường đó, và đặc biệt là bộ la răng nó không nhỏ một chút nào, 20 inch, 4 phanh đĩa ABS hiệu suất cao, và cửa gió điều hòa đằng sau thì cũng được trang bị. Một dòng xe không bao giờ lỗi mốt và một dòng xe luôn luôn đi trước về công nghệ hàng đầu thế giới. Và người ta nói rằng ở cái phần nội thất là thiết kế do Maria, vợ David Beckham, 4 cảm biến khóa mở cửa, và cái vỏ này theo công bố nhà sản xuất là những vật liệu làm những cái vỏ máy bay thì nó cực kỳ là cứng, đúng không ạ, cực kỳ là cứng. Và chúng ta có thể thấy rằng cái vô lăng của những chiếc Land Rover thì nó đầy ắp các công nghệ đây ạ. Và tắp nô tắp ni thì các bác có thể thấy rằng chỉ các tắp ni cánh cửa đã trang bị tới 3 loa. Đấy, một chiếc xe rất là nhỏ gọn nhưng nó trang bị tới 17 loa thì nó phải tìm cái chỗ mà nhét, khủng khiếp. Nghe âm thanh thì như vũ trường, 3 vị trí nhờ ghế và toàn bộ ghế lái và ghế phụ chỉnh điện. Đấy, nội thất thì đó là màu Hermes và toàn bộ ghế là chỉnh điện các bác nhé. Rất ngon lành cành đào và xe là nguyên zin nguyên bản, chẳng hạn như không đâm xô, không thủy kích dòng nước, và xe cam kết bảo hành cho các bác. Đó, đó là những cái giá trị của chiếc xe. Và đây, nhìn cái phần đèn trần và từng cái tư thế, mọi vấn đề thì chiếc xe nó mang cái tầm đẳng cấp. Và tại sao tôi nói là không bao giờ lỗi mốt, thì các bác có thể thấy rằng ở đây nó trang bị tới 3 vị trí vận hành: đường bằng, đường trơn trượt, đường sỏi đá và đường off-road. Đó, thì đây là mệnh danh được, là mệnh danh chiếc xe ông vua off-road. Nó trang bị 2 cầu động cơ 2.0 turbo nhưng nó lên đến 240 mã. Và bây giờ tôi tắt máy thì điều gì sẽ xảy ra? Đó, và cái cần số thụt thò nó sẽ đưa xuống các bác này, và khi chúng ta nổ máy đấy, thì nó lại đưa lên. Và khi vận hành là số xoay R là cái gì, là lùi, đúng không ạ, và cam lùi thì cực kỳ là nét rồi đấy. R là trung gian, D là đi và S là thể thao, và B là đỗ các bác ạ. Đấy, phanh tay điện tử, cân bằng điện tử trong chơi trong trượt, hỗ trợ đổ đèo, và điều hòa là auto hai vùng độc lập, và có sấy hai ghế trước. Đấy, đầu CD trải nghiệm cái dàn âm thanh rất là hay, nhưng con này thì đã được lên một cái màn hình giải trí Android. Đó, Android các bác nhé. Đó, và các bác có thể thấy đấy, chúng ta vuốt rất là nhẹ, cảm biến đấy, rất mượt, đề lộ thông minh. Và những cái gì nữa ạ, ga tự động cruise control đấy, tăng giảm âm lượng, chuyển bài hát, nghe gọi điện thoại, rảnh tay ra lệnh giọng nói, và có sấy vô lăng, và tất cả mọi thứ là auto đấy, auto. Xe chạy được hơn 5 vạn mai rồi đấy. Tắp lô tắp ni đây ạ, còn khá là mới, khá là mới. Đó là cái ấn tượng trên những chiếc Land Rover cực kỳ đẳng cấp và giá trị. Và phần cốp sau đó là khoang hành lý thì cũng khá là rộng để chúng ta có thể có những chuyến đi dài. Đấy, để vali to, vali nhỏ và vài cái túi sách là thoải mái các bác ạ. Đấy, và bản này thì nó là bản dưới một bản, và trên tất cả các bản thì nó được trang bị hai màn hình phía sau này. Đấy, cửa lóc Panorama toàn cảnh này. Đấy, phía sau này có loa này các bác này. Về độ an toàn thì những chiếc xe châu Âu luôn luôn được đánh giá rất là cao về độ an toàn. Đấy, và cốp thì đương nhiên nó là cốp điện, chúng ta chỉ cần bằng một nút ấn thôi nó sẽ xuống, và cuối cùng sẽ là hít các bác này. Và đèn tất cả là full LED, và cái form dáng không bao giờ bị lỗi mốt, bởi vì Land Rover rất ít thay đổi cái form dáng nên không bao giờ bị lỗi mốt. Đây, các bác có thể ngắm một chiếc xe 2.0 hai cầu ông vua off road nhưng mang cái dáng vẻ quyền quý cao sang đến từ họ là Land Rover, nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh. Chiếc xe bây giờ là nhập khẩu Ấn Độ các bác nhá. Đó, và đây là bản Evoque được sản xuất năm 2012.
Đây ạ, quá đẹp. Lúc mới thì chúng ta sẵn sàng phải móc hầu bao ra khoảng 4 tỷ đồng. Nhưng ngày hôm nay các bác chỉ móc hầu bao hơn 600 triệu. Loanh quanh đang giảm giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác là 660 triệu đồng. Các bác đã sở hữu được nó rồi. Thì các bác có thể thấy rằng những cái giá trị của những chiếc Land Rover, nhưng nó vẫn lao dốc một cách thảm hại. Và bây giờ các bác có thể sở hữu nó bằng một cái mức giá trên một chiếc Vios một chút thôi. Chúng ta đã có thể bước xuống từ một chiếc Land Rover ước mơ, rất đáng ước mơ rồi các bác ạ. Cam hành trình, đấy, radar quét ban đêm có hết. Đèn thì trang bị full LED trước sau, giải đèn LED định vị ban ngày. Và đèn bi siêu sáng, có rửa đèn, có cảm biến cảnh báo va chạm trước sau. Đó. Xe màu trắng, nội thất hơ mẹt, quá đẹp, quá ấn tượng. Đó. Và thực sự đây là một chiếc xe mà tôi đánh giá rất là cao. Cao về cái thẩm mỹ, cao về cái giá trị và cao về thương hiệu. Và đặc biệt thì xe châu Âu đến từ Anh Quốc thì các bác biết rồi. Tất cả những gì đến từ Anh Quốc thì đều là quyền quý, cao sang, đáng mơ ước. À, trước đây thì có thể thấy rằng chỉ có những cái ngôi sao thôi thì các bác mới có thể là sở hữu và sờ tay, cầm lái được vào một chiếc Land Rover. Nhưng đến giờ này thì nó không còn xa vời nữa, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của tất cả các anh các chị, đúng không ạ? Và đặc biệt là xe doanh nhân nhưng giá là của công nhân, thì đó là điều tuyệt vời, điều quá tuyệt vời. Và các bác hãy chiêm ngưỡng nó xem thực sự nó có đáng được sở hữu hay không. Đấy, trước khi quyết định đi vào phần gầm của chiếc xe thì chúng ta lại một lần nữa đi qua khoang nội thất của chiếc xe để thấy rằng được hết cái giá trị và cái phẩm chất của một chiếc Land Rover danh giá, nổi tiếng và quyền quý thực sự có đáng dùng hay không. Một dàn lốp mới thay các bác này, rất là mới luôn. Và la răng thì 20 inch, hình bông hoa rất là đẹp, quyến rũ, đúng không ạ? Và đây, phần nội thất của chiếc xe phải nói là một từ là rất mới, rất mới. Và dàn âm thanh thì phải nói là hay một cách hoàn hảo luôn các bác ạ. Quá hay chứ không phải là hay. Một chiếc xe nhỏ gọn như này mà trang bị tới 17 loa, nó tương đương với một chiếc Mercedes 450L mới được trang bị 17 loa. Và một con xe như thế này đã được trang bị 17 loa Madden, quá khủng khiếp. Đấy. Và chạy thì cũng rất đã chân, với những nước chân ga cực kỳ là mạnh mẽ, uy lực. Với dàn âm thanh thì cực kỳ là hay. Thì đó là những cái giá trị để chúng ta có thể trải nghiệm, chúng ta sưu tầm và có thể cầm lái một dòng xe mà đáng mơ ước. Đấy. Và giờ này thực sự nó là giá cổ hạt rẻ, giá quá là bèo bọt. Vâng các bác ạ. Đấy, xe đang nổ nhưng cũng khá là êm, khá là êm các bác nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đi tham khảo một chút một khoang động cơ trước khi quyết định đi xuống phần gầm của chiếc xe. Vâng, nghe đã thấy nó mạnh mẽ giòn giã rồi các bác ạ. Và tôi đã mở lắp ra thì cái xe này cũng mới về thì nó khá là bụi bặm. Đấy, đất cát thì chưa có cái thời gian để rửa cái cỗ máy này cho các bác để nó mới hơn. Nhưng chúng ta có thể chiêm ngưỡng nó. Đây ạ. Đấy, tất cả chi tiết còn rất là mới, rất là mới. Đây tôi đã bỏ cái lăn máy ra rồi. Tiếng máy nổ cũng khá là êm, nhưng phải nói là tôi thấy là cái sự khác biệt cái máy này nổ rất là giòn. Đúng không ạ? Giòn. Và đây là cái chân máy, nó to khủng khiếp như này các bác này. Để làm gì? Để nó giữ cỗ máy cho nó chắc chắn hơn. Đấy. Thì cái xe vật liệu cao cấp thì nó sẽ liền khối và chúng ta có thể đi phần gầm để chiêm ngưỡng được hết. Đấy, giá trị và chất lượng của nó. Đóng cái lắp cabo khủng khiếp. Và đây là cái phần đèn của nó này các bác này. Và cũng rất đáng yêu đúng không ạ? Rất đáng yêu luôn. Và đây nữa cũng rất là đáng yêu. Và cả phần đèn gầm cũng còn trong suốt luôn. Vậy thì với ở mức tiền đang được chi ân 660 triệu đồng, nó có mang lại được cái hình ảnh thực sự để các bác trải nghiệm hay không? Thì các bác hãy đến xem đam mê có địa chỉ tại phố Hồng Quang, đường An Định, thành phố Hải Dương các bác nhé. Thank you tất cả mọi người, cảm ơn các bác. Đừng quên thả tim, thả like và đăng ký kênh. Và bây giờ thì xin mời các bác đi xuống phần gầm để trải nghiệm cái giá trị và chất lượng của chiếc xe chúng tôi bán ra. Cảm ơn các bác rất nhiều. Tại sao xe quay xe là phải quay thêm cái phần gầm các bác? Thì chúng tôi khẳng định được đây là những chiếc xe giá trị và chất lượng. Vì khung gầm máy móc làm toàn bộ bên dưới nhé. Chúng ta xem được phần gầm thì rất là yên tâm. Thì các bác ngay nhìn ngay những cái đầu nhựa này. Nó còn nguyên bản này thì không sợ va chạm nhé. Đây này, con này từ nhựa này, lưng gầm bên này.
Và máy của nó thì khi các bác nâng gầm lên thì nhìn cái máy này, từ con ốc này, từ cái gioăng này, đỏ nhà máy này, từ con ốc này. Đấy, máy khô gioăng nhá, thì không sợ bị bỏ ngập nước gì cả các bác nhé. Đây này, khô gioăng. Đấy, không sợ va chạm nhá. Tất cả từ con ốc này, máy. Chất máy con này nó như thế này các bác. Gioăng kẹo này. Đấy. Các bác nhìn nhá, máy từ con ốc này. Xuất sắc như thế này mà đi mua những xe chất lượng thì các bác phải lưu ý cho em những cái này. Cái vấn đề quan trọng nhất thì những người ta lại không quay cho các bác biết và các bác cũng không để ý. Đấy. Cái thứ hai là những cái giằng đầu này, nó có va chạm hay không này, đấy, cái giằng đầu nhá, nó bẹp méo hay không, bị gò lắn hay không thì các bác nhìn cho em cái giằng này, đấy, cái giằng đầu, cái máy này, đấy. Cái phần này, đấy, càng máy này. Nó phẳng lừ này các bạn nhìn này. Nó thế này cơ mà. Đấy, thì xe nó an toàn chất lượng được. Đặc biệt cái máy con này quá chất luôn. Đấy, đây. À, cái hệ thống treo thì càng A các thứ nó hợp kim nhé. Cái này hai cầu này, cầu trước này. Đây, cái nhựa càng này các bạn này. Hợp kim hết nhé. Hợp kim thì cái tuổi thọ nó bền, nó không bao giờ bị han. Cái hai nó cứng, cái thứ ba trọng lượng nó nhẹ. Đây các bạn này, hệ thống cầu này, càng. Xe chất lượng hay không thì chúng ta phải xem được hết như thế này được. Đây, hoàn toàn nhé, không sợ va chạm nhé. Và cái gầm có sợ bị mục mọt hay không thì các bác nhìn này, xanh nhạt hết nhé, thẳng lừ không bị va chạm gầm này. Đây, như mới luôn. Cái vật liệu của nó cao cấp này, bọc lê này, phẳng căng luôn nhé. Đấy. Như thế này cơ mà các bác, thì xe nó mới đảm bảo chất lượng được. Như thế này rồi, đã quay như này rồi thì các bác, em coi như check test luôn cho các bác rồi. Đúng không ạ? Check test luôn rồi. Đây hệ thống cầu sau này, nó nằm bên trên này. Đây ông xả này, cái bô này nó không bao giờ han bởi vì nó là hợp kim. Và đây là hệ thống cầu sau này. Hệ thống cầu sau này. Đấy, đây nhá. Tất cả là hợp kim hết các bác này, trong này. Đấy, các bác nhìn cho em cái gầm này, bô này. Bô nguyên bản Grand Over này. Đấy, được chưa? Chọn chưa? Và đây thì nó hơi kín cho cái đầu taxi vẫn nhìn được đây. Răng một đầu taxi vẫn nhìn được, đây là chuẩn nhé, không sợ bị va chạm nhé. Đấy, bên này thì không biết nó kín. Bên này thì là chúng ta cũng phải nhìn thấu ở bên trong được này. Đấy, là chuẩn nhé, là chuẩn nhé. Đó, các bác thấy không? Đấy, như riêng thế này thì quá chuẩn rồi. Đấy, các bác ở xa không mất thời gian định hình ngay được chiếc xe nó chất lượng hay không. Thì cái vấn đề quay gầm máy móc là cái vấn đề rất là quan trọng. Mà khẳng định những chiếc xe thực sự chất lượng thì mới quay được như thế này thôi. Của những xe không đảm bảo chất lượng thì không ai người dám quay như này cho các bác, đúng không ạ? Để khẳng định cái sản phẩm của mình. Đấy, các bạn mua xe này tiền nào của ấy thôi, hiểu bác mua về nó là tai nạn thì nghe lời nói thôi, nghe lời nói thôi các bác ạ. Đây nhá, vâng, đó, thank you các bác.